chào anh em nhé Mẫu xe thuần điện BZ4X của Toyota Anh em hãy nhìn vào nó đi xem có bị mê không Nhưng mà cái đặc biệt trong cái video này Thì tôi sẽ không nói về phần ngoại hình Ngoại hình anh em có thể nhìn nó và anh em có thể tự cảm nhận được rồi Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé Làm quen nhau một chút Toyota BZ BZ này là viết tắt của Beyond Zero thì Toyota BZ là các chuỗi sản phẩm về các mẫu xe thuần điện của Toyota. Cái chuỗi này nó đặc biệt ở chỗ là những cái con xe mà thuộc trong cái chuỗi BZ này nó không chỉ một mình Toyota phát triển mà nó bao gồm cả bốn thương hiệu khác nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy các gương mặt thân quen ở đây là Subaru này, Suzuki này và Daihatsu. Và đã làm xe điện thì không thể thiếu được cái ông BID này. Mỗi cái hãng xe này thì nó đều có một thế mạnh riêng và nó sẽ chọn lọc và nhặt nhạnh từng cái thế mạnh một đó để ghép vào thành một cái dòng Toyota BZ. Thì nó chọn lọc như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong cái mẫu xe BZ4X. Chúng ta sẽ để ý cái phần này trước. Mẫu xe này có hai phiên bản là dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh. Mà cái đặc biệt được cái dẫn động bốn bánh này, anh em biết là gì không? Nó là hệ thống mà do Subaru phát triển, phát triển và nó được áp dụng công nghệ dựa trên cái hệ thống AVKD và cái chế độ x mode trên Subaru. Nếu mà cái con xe này được Subaru phát triển hệ thống dẫn động bốn bánh thì phải gọi là miễn chê. Riêng cái khoản dẫn động bốn bánh của Subaru thì nó có số có má trong ngành sản xuất ô tô. Nếu mà mua xe Subaru mà không có hệ thống dẫn động bốn bánh thì mua Subaru làm gì? Toyota thì cũng có rất nhiều xe sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh Nhưng riêng cái anh Toyota BZ4X này Thì phải mời anh Subaru hợp tác cùng Thì anh em đủ hiểu là nó khác nhau như thế nào Mà cũng chính Toyota khẳng định là lấy hai cái điểm mạnh nhất của hai công ty Để ráp vào con xe này Mà điểm mạnh của Subaru là gì? Chính là hệ thống dẫn động 4 bánh Tiếp đến cái phần quãng đường đi nhé 500km cho bản cầu trước và 460km cho bản hai cầu Điều đặc biệt ở đây là nó đo theo cái tiêu chuẩn WLTP Uy tín hơn nhau ở cái chỗ này này chứ không dùng cái tiêu chuẩn NEDC để được cái con số ảo rồi mang đi quảng cáo. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn WLTP này thì cái con số hiện trên màn hình này thì nó chỉ cao hơn cái quãng đường đi so với thực tế khoảng 10%. Nói chung là nó cứ thành thật như này là tôi rất thích. Hai cái tiêu chuẩn này thì tôi đã giải thích ở trong cái video này rồi nhé. Thì anh em có thể xem lại và tôi sẽ không nói lại trong video này. Tiếp theo đến phần kích thước xe. Ở đây thì nó có một vài điểm nhấn chiều ngang và chiều dài của nó thì nó sẽ tương đương với các mẫu cv cỡ C nó sẽ to hơn uh, túc sơn một chút anh em cứ tưởng tượng là như thế nhưng mà những cái đó nó không hay bằng cái này anh em hãy để ý phần chiều cao trong cabin nhé nó có cái điểm lạ này chiều cao khi có solar roof thì thì cái mẫu xe này nó có tấm năng lượng mặt trời trên nóc à cho cái tấm này lên nóc thì mục đích gì ngoài việc sạc pin ấy? tôi có cái cảm giác là mùa hè ở Việt Nam nắng 39 40 độ mà sạc thì khả năng là ưng lắm đấy mà sướng cái nó lại còn miễn phí, tôi chỉ mới tưởng tượng đến đây là tôi đã thấy sướng rồi, lại còn vừa đi vừa sạc nữa, miễn phí, thì cái điểm này với tôi đến đây mới là tương lai thật sự của ngành xe điện. Nếu mà làm được cái này, mà làm nó tốt thì hết nước mắm. ta tota ở đây nó công bố luôn kết quả thử này, cái tấm năng lượng này nó sẽ tạo ra khoảng 1.800 km quãng đường mỗi năm, thì cái này nó sẽ giúp phạm vi di chuyển dài hơn, có thể tự sạc ở bãi đỗ mà không có chạm sạc, hay những trường hợp khẩn cấp. OK, phân tích cái con số này một chút. 1.800 km, con số này là không nhiều. Nếu mà chia cho 12 tháng thì mỗi tháng nó khoảng 150 km. 150 km thì nó mang tính chất dự phòng nhiều hơn, nhưng thôi, như vậy cũng là tốt rồi. Hy vọng trong tương lai nó sẽ đi được nhiều hơn. Phía dưới là công suất động cơ: 150 kW bản một cầu và 160 kW bản hai cầu. Quy đổi sang mã lực thì cái bản hai cầu nó khoảng 214 mã. Và bản một cầu là khoảng hơn 200 mã 201 mã Nếu mà con số này mà so trong phân khúc hạng C Thì có thể cho nó là con số mạnh Và nó lại còn là động cơ điện nữa Thì khả năng nó sẽ cho cái trải nghiệm rất tốt với anh em Phía dưới đây là dung lượng pin 71,4 kWh Sạc này cũng tốn điện đấy Bảo sao mà cái tấm năng lượng mặt trời trên nóc Nó chỉ tạo được khoảng 1800 km một năm Sạc bằng cái tấm này thì bao giờ cho đấy 1800 km này Chia cho 365 ngày Thì mỗi ngày cái tấm đấy nó chỉ tạo cho anh em được thêm 5 km quãng đường đi. Thôi nói chung là con xe này nó cũng có một vài tín hiệu tốt, quãng đường đi được cũng khá nhiều, lại có thêm cái tấm năng lượng mặt trời nữa. Có từng đấy chia sẻ với anh em thôi. Nhớ đăng ký nhá để theo dõi những video tiếp theo.